Xin chào các bạn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn là đây là mẫu tranh canvas bộ 3 tấm với chủ đề là tranh công trình kiến trúc, nhưng mà có gam màu ghi xám, nhưng mà có điểm nhấn đó là gam màu đỏ nổi bật trên nền tranh. Đây là kiểu tranh thuộc phong cách Scandinavia, tức là phong cách trang trí Bắc Âu ấy, hướng tới tối giản về màu sắc. Tranh này được làm trên chất liệu vải canvas và được sản xuất trực tiếp tại siêu thị tranh Am Nham. Mời các bạn ghé qua cửa hàng tại 211 Tông Phan để được xem mẫu tranh này. Cảm ơn các bạn đã xem video.